Như đầy lắm, nó sôi rồi nó tràn ra hết, nó nhiều lắm. Xong chỉ có vô là mấy khách là đi tới ăn mà ăn là no quá, mà nhiều quá ăn hết á, là no quá nhiều quá ăn hết và ngon quá rồi thấy về. Yeah. Đó thì vô thì cảm thấy ăn tới sạch cái lẩu rồi mình thấy nó vui hơn, cũng như ăn hào hứng hơn á, tại mình nấu mà. Lẩu cù lao á. À cù lao. À, khi mà mình tạm ăn lẩu cá, nếu mình xài mới lọt ra thì cá nó sẽ chín tới nhưng mà nó bé bấy. Ăn từ than thì nó từ cái giá nó ngọt ra mình ăn được cá nó ngon hơn. Kiểu như là 4, 2, 3, 4 á. Dạ. Lẩu nhỏ là 2 nhưng mà dành cho những người ăn mạnh thôi. Còn mà nữ mà ăn thì phải 3, 4 người. Có khi cái lẩu nhỏ cũng 4 người nữ ăn á. Ờ, tại người ta ăn lẩu xong kèm với lại hủ tiếu, bún mì rau á, ăn kèm vô chung. Quán này là quán lẩu cá Dân Phổ, chủ tên là Tuấn. Quán này mở từ ở địa chỉ là 25 đường số 41, phường 4, quận 4. Quán này mở tới nay là cũng 5-6 năm rồi. Chủ người gốc của Hoa Lâm Người Tiều. Cái này là truyền thống bánh lẩu là bên vợ chú. Rồi con nay 60 năm rồi. 5-60 năm rồi. Hiện nay vẫn còn bán ở quận 5, lẩu cá Dân Ít á. Là cũng gia đình của mình luôn. Đúng rồi, nó là bên vợ chú. À, còn là trước đi. Mỗi đi. Tới đây mình bán tầm từ 3 giờ tới 10 giờ. Cho bao rộng hết á thì có cá, hồ cá, tôm, mực, chả, viên, bánh xếp, lòng heo, da heo, giờ nấm rơm, cải trắng. Cái cá là cái gì chú? Cái đầu cá đó là bao gồm mỗi ngày nó dao, cá chẽm, cá hường, cá mó, cá gọc có hết. Dạ. Ừ. Tùy ngày thôi. Tùy theo ngày nó dao. Cái lẩu này của Hoa là gốc từ vừa từ ông dượng với bà cô hồi xưa thành lập ra, tự nghĩ ra không làm ra xe lẩu, rồi bán ra tới giờ luôn là 6-7, 5-6 năm rồi đó. Tiêu mình ngọt xương. Cù lao á. Khi mà mình tạm ăn lẩu cá, nếu mình xài mới lọt ra thì cá nó sẽ chín tới nhưng mà nó phê bấy. Ăn từ than thì nó từ cái giá nó ngọt ra mình ăn được cá nó ngon hơn. Nó đã chín rồi, nếu mà mình ăn gấp ra liền cũng ok, nhưng mà đa số người đang bỏ trên chải thêm mì vô, cũng bởi vậy chắc ăn á thì gấp mấy đồ bớt ra xong bỏ mì bỏ gì vô ăn, ở xong xuôi mấy cái đồ kia bỏ vô lại ăn. Cánh chim ăn dơ rồi bỏ vô nè. Như đầy lắm, nó sôi rồi nó tràn ra hết. Nó nhiều lắm. Tại nó chín, nó cũng sôi từ từ. Còn lò ga của mình nó thì sôi dữ quá. Nó đèn cá, nó đèn không ngon, nó sẽ bấy ra hết. Tại mình ăn tới nó dơ xuống rồi mình châm nước vô. Nhưng mà để sắc xuống thì nó cũng... Nhưng mà cũng ăn lâu lắm mới sắc xuống. Nó thu hút được khách là giờ nó ngọt xương, và chú nói bằng xương, xương heo nãy có xương đó, để cái xương ngọt xương nó ra, cái là nước trong, cái xương ngóng nó tiêu tinh một 2 tiếng á, xương ống, nước lèo nguội là để cho khách mua về, để riêng để cho nguội thì khách mua về không đồng ý để trong nó sôi, bỏ trong bao nhiêu lông á, tại nó ra độc hại, thì để trong cái xô riêng ở ngoài, cái gì khách mua về thì mình đổ vô cho nó chuyện thôi. Có người thì ta kỹ, người ta mới nồi tới cho mình đựng luôn, nhưng mà đa số bao nước bao ni lông thì để nguội hơn để cho ta bút hơn. Bút thấy nhiều rồi bỏ nhiều đó thì sẽ bị mất thời gian. Cái này buổi sáng chế biến trước rồi xong buổi trưa xuống đây sắp xếp vô trong tủ lạnh đó, ở đây chiều ra bán thôi. Không chỉ có vui là mấy khách là đi tới ăn và ăn là no quá, mà nhiều quá ăn hết á, là no quá nhiều quá ăn hết còn ngon quá rồi thấy về. Đó thì vô mình cảm thấy ăn tới sạch cái lẩu rồi mình thấy nó vui hơn, cũng như ăn hào hứng hơn á, tại mình nấu mà. Giờ tưởng đâu là người khác nấu. Không, tại bé xếp lẩu nhưng mà chú ngoài sao chú nấu, đem nếm rồi chú nem nếm luôn. Wow.
không, tại mình lựa mấy lòng heo mình phải lựa cái tươi nhất là tươi. Cái thứ hai là cực heo á, mình phải chế biến mình rửa nó trước, mình lấy cái gân nó ra, xong mình phải ngâm nó cho nó ra cái chất ở trong cái lòng heo á. Thôi xong tôi mình mới chế biến một cách ra, mình bỏ nó tủ đông. Nếu mà mình để, nếu mình chế biến ra liền, nấu lên liền nó sẽ hôi, thịt heo sẽ hôi. Coi như có ba giá, đậu lớn là 502, trung 42, nhỏ 303. Ví dụ cái lẩu lớn á, nãy con cứ đặt cho con đi chọn lẩu nó tầm mấy người ăn? Cái đó là tầm 4 người ăn là dành cho người ăn mạnh á. Còn nếu mà nữ chắc phải 6 người. Cái nhiều lắm đó, 6 người. Đó, phải 6 người đó. Còn một lẩu chung. Lẩu chung tiểu như là 4, 2, 3, 4 á. Lẩu nhỏ là 2 nhưng mà dành cho những người ăn mạnh thôi. Còn mà nữ mà ăn thì phải 3, 4 người, có khi cái lẩu nhỏ cũng 4 người nữ ăn á. Tại người ta ăn lẩu xong kèm với lại hủ tiếu, bún mì rau á, ăn kèm với chung. Mì vàng, hủ tiếu, bún gạo, còn rau thì có cải ngò, hành hô. Cái lẩu mình ăn nước chấm á, nước tương với sa tế, sa tế với giấm. Còn nhiều người thích ăn nước mắm thì em ta ăn riêng, mình có để nước mắm riêng nữa. Cái sa tế thì chắc là già làm thôi chứ. Ở nhà chơi. Cái này đặc quyền của mình bệnh á. Đa số luôn á, ta vô ăn xong xuôi ta ăn nhiều quá, no quá là chuyện thì bán tới nay cũng 5-6 năm rồi, cũng khó, nhưng mà cũng có khách về, khách qua, nên là thích tăng cái khẩu vị như vậy thì ta ăn thường đó. Cũng có là cũng có khách là hôm nay ăn rồi cách ngày người ta lại ăn rồi, cũng có nhiều việc khách. Còn có cặp người qua thì 2-3 ngày là ăn lần, nhậu chạy rượu xong về. Hai chồng á. Xa có Tân Bình, có quận 12, có Bình Thạnh có. Nếu khi ta ăn xong về cái ta ăn ngon, người ta xiết về á, mới biết người ta ở chảnh. Chứ mình cũng không biết ta ở chảnh là xuống này.